anh bỏ xe đi bộ. Hả? Đi bộ. Cậu im lìm mà cái tật của em thì hơi bị có một cái là xấu đói. Chiều lúc cậu làm bên cái quản lý bên cái thẩm viện Si đó, bên quận 2 đó, thì từ đây anh sáng anh đưa cậu về, cái rồi cái mình đi xe không về, cái chiều mình đi xe không đi, cái mình rước cậu về. Mình nói vợ à, ăn cái gì á, là nói để chồng chọn con đường về, chứ chồng đói dữ lắm rồi. Mà hỏi hoài không nói, mà cái cảm giác mà hỏi không nói mà vừa đói bực, anh bỏ xe đi bộ. Hả? Đi bộ cái cổ chạy lòng vòng, mà cái muốn cười lắm, mình cảm thấy lúc đó mình trẻ con thật, là cái cổ cứ đi vòng này, cái anh đi quay ngược lên đây vòng vòng chế hiểu kìa, em nói không, cái cổ vừa quay cái đường này cái là em đi vòng đường khác, đi đường ngược chiều nữa đó chứ. Rồi cuối cùng ra đến là tối đó, cổ tự về nhà tội lắm, về nhà là cái cổ ngồi trong góc cổ khóc, mà mình thì mình lơ đãng, mình về nhà thì mình đã leo lên cái ghế mình nằm, mà cổ ngồi sao đó mình không hay. Rồi cái lúc đó mà nói chuyện với cô nào là chết em luôn rồi.